tưởng, nhưng mà bù lại thì ảnh lại trẻ con. Tức là ảnh hay suy nghĩ theo kiểu như là việc cơm nước hay là con cái này kia trong nhà là việc của phụ nữ. Mặc dù là lâu lâu cũng có phụ vợ, nhưng mà tại vì tụi em mở tiệm á, nên là đôi khi có bữa em nấu, có bữa không có nấu cơm mà ăn ngoài. Thì cho dù là cơm nước có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nhưng mà nếu mà em không có hâm nóng lại, hay là ví dụ như em không bận việc, em không ăn cùng một lúc á, là ảnh sẽ không ăn, ảnh nhịn đói luôn. Ảnh nhịn đến chờ, nếu mà có vợ mà bận việc á thì ảnh nhịn hoài vậy, đến lúc mà ảnh nhịn không nổi, anh đói quá, cái đầu anh quạo, anh nhắn tin. Anh nhắn tin, anh la, anh rầy. Chờ mà là... Rồi mời hai em. Trời ơi, cái mặt giống nhau quá. Trời ơi, phu mặt thê phu nè. Phu thê ha. Rồi, chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nghe. Dạ. Rồi, giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Thành Hy. Năm nay em 34 tuổi. Công việc của Hy là gì? Công việc của em là vợ chồng em đang kinh doanh tự do. À. Dạ. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Hiền Vi, em cũng 34 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh tự do. Shop nhỏ của tụi em là shop Hy Vi ở 114 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức nha mọi người. Nhưng mà bán cái gì nè? Dạ, shop em bán chăn ra gối, ngũ cốc và tinh dầu nữa. Trời ơi, gần nhà luôn, còn gần vườn quá. Bây giờ hai vợ chồng em, bây giờ kể anh nghe đi, coi như là hai em là quen nhau từ khi nào? Lần đầu tiên gặp nhau, hai bốn con mắt nhìn nhau có sạc tia lưới điện hay không? Ấn tượng gì về nhau? Dạ, tại vì tụi em bằng tuổi á, cho nên là tụi em học chung từ hồi cấp 2 rồi. Thanh mai trúc mã. Dạ, học chung từ hồi năm lớp 7 á. Nhưng mà em thì ấn tượng với bạn này thì phải cuối năm. Tại vì lúc đó là em làm ban cán sự lớp, em làm lớp phó. Nhưng mà có một cái là mấy bạn cán sự lớp là hay mắng vốn, là cái bạn trai ở phía dưới này là bạn không có chịu đóng tiền quỹ lớp. Dạ đúng rồi. Cứ chờ em phải xuống, em phải đích thân xuống em thu tiền. Thì mỗi lần em tới là em chỉ bảo là cho mình thu tiền quỹ là bạn đưa thôi. Nhưng mà không biết làm sao mà cứ cả năm trời, cứ mỗi lần cứ lớp mà thu quỹ hay thu gì đó là em phải xuống thì bạn mới đóng tiền. Thế là em có ấn tượng với bạn, nhưng mà ấn tượng cũng không có tốt. Tốt lại là ấn tượng không tốt. Hỏi bạn sao vậy bạn? Bạn cố tình vậy để cho bạn này đến thu tiền. Đó. Đúng không? Dạ. Hay sao? Em nhớ là cũng có đóng tiền quỹ, nhưng mà thường là em đóng cho tổ trưởng. Rồi tổ trưởng mới nộp lại, nhưng mà cũng có vài lần là em quên đóng. Dạ. Nhưng mà nè, cổ giữ không? Trong lớp thì cũng không có giữ lắm. Còn ảnh thì sao? Ảnh năng động không? Hay là hiền? Dạ, trong lớp là em không ấn tượng gì tới bạn này hết á. Nhưng mà cho đến cuối năm đó, trong lớp tự nhiên không biết sao có phong trào hay sao, mấy bạn nam bạn gửi thư tỏ tình cho em. Cũng mấy bạn luôn chứ không phải một bạn. Trong đó có ổng. Dạ đúng rồi, trong đó có bạn này. Từ đó là em mới để ý tới, rồi tự nhiên mình thấy cái tên quen, mình hay đi thu tiền, mình đòi nợ rồi đó, mình quen. Xong rồi bẵng đi nguyên một cái thời gian cấp 3 thì tụi em cũng thư từ qua lại, nhưng mà lâu lâu hỏi thăm thôi. Nhưng mà còn học chung trường không? Dạ không, học khác trường rồi. Thì tụi em lại có những người bạn mà trung gian. Cuối tháng 3 bạn mới mượn một cái dịp để đi thăm người bạn đi quân sự á. Là bạn qua bạn đón em đi thăm. Chạy qua đến đó thì em nhớ là trời mưa, cũng lạnh lắm, ướt hết luôn. Cái là bạn mới bảo là Vi cho bạn mượn cái tay, thì bạn kéo cái tay qua ôm bạn. Rồi chính thức. Dạ. Đó là từ đó trở đi là quen, chứ không có tỏ tình, cũng không nói câu gì hết, là chỉ vậy thôi. Rồi cái hôm mà em quyết định là em vòng tay bạn này ôm chặt lấy mình á, là trong đầu em nghĩ sao? Giờ tí dụ đi, ví dụ như em chắc ăn 100% chưa? Lúc đó là em cảm giác là rất là thích bạn này rồi. Coi như im lặng, một sự im lặng và cái gọi là cái vòng tay đó là không bị giật ra, đúng không? Thì sau cái đó là đến bao lâu rồi thì mới quyết định là đám cưới? Dạ 6 năm chị. 6 năm sau. Em có qua nhà của Vi không? Em có qua nhà. Tức là bạn qua nhà nhưng mà bạn chỉ kiểu là đưa đón rồi đi học không, rồi. Nhưng mà có vô gặp phụ huynh không? Dạ không, bạn này được hàng xóm của em đặt tên là xe buýt di động. Tại vì cái thời dạ đúng rồi, cái thời mà em đi học á là đi học trên Sài Gòn á là toàn đi xe buýt không à. Cứ mỗi lần nói với ba mẹ là xin phép là con ra khi con bắt xe buýt đi học, ba mẹ khỏi lo. Mà cái hàng xóm qua chơi rồi này kia nói thấy nó bắt ngay đầu ngõ đó, xe buýt chạy tới đầu hẻm quá là đón luôn. Xong rồi mình con gái mà nhiều khi ai cũng nói là sao quen lâu mà họ người này đồn ra đồn vô mà cứ nó hối hoài.
ngoài à. Em mới vừa nói với bạn này thì bạn này mới về nói lại với ba mẹ mình, thì không ngờ là ba lúc mà được qua nói chuyện chơi thôi thì ba lại mời cả cô chú gì qua y như là làm đám hỏi luôn, bỏ rượu vậy đó. Dạ, qua xong rồi cái ba em cái cũng vui vẻ quá, không biết sao nữa, cái tự nhiên định ngày cưới luôn. Dạ cũng vui không, nhưng mà nó nhanh quá anh, đủ thời điểm rồi. Dạ. Yêu 6 năm rồi. Rồi bây giờ tụi em đám cưới là tới về hôm nay nữa là bao lâu rồi? Tới nay là được 8 năm. 8 năm. Rồi dạ. Có em bé chưa nè? Dạ rồi. Ủa nhưng mà bé là trai hay gái? Dạ con trai. Mấy tuổi rồi? Dạ 7 tuổi. Rồi trong 8 năm ở với nhau rồi, vậy thì bây giờ cái tật xấu của ảnh là gì? Tật xấu của ảnh hả? Nói chung là chắc em phải tóm tắt lại thôi. Tóm tắt lại. Dạ đúng rồi. Cái tật xấu đầu tiên á, nói chung là em thấy là giống như tính của anh á thì hơi gia trưởng, nhưng mà bù lại á thì ảnh lại trẻ con. Tức là ảnh hay suy nghĩ theo kiểu như là việc cơm nước hay là con cái này kia trong nhà là việc của phụ nữ. Mặc dù là lâu lâu cũng có phụ vợ, nhưng mà tại vì tụi em mở tiệm á nên là đôi khi có bữa em nấu, có bữa không có nấu cơm mà ăn ngoài. Thì cho dù là cơm nước có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nhưng mà nếu mà em không có hâm nóng lại, hay là ví dụ như em không bận việc, em không ăn cùng một lúc á, là anh sẽ không ăn, anh nhịn đói luôn. Anh nhịn anh chờ, nếu mà có vợ mà bận việc á thì anh nhịn hoài vậy, đến lúc mà anh nhịn không nổi, anh đói quá, cái đầu anh quạo, anh nhắn tin. Anh nhắn tin anh la anh rầy. Chờ giống mà như là một bé trai lớn tuổi. Dạ. Chỉ có cái tật xấu đó thôi đúng không? Dạ không còn nữa. Tính của anh thì hơi cả nể. Đối với người ngoài á, người ta làm cái việc gì á mà có lỗi hay là chưa đúng á, đều là có lý do của người ta hết, và ảnh đều có thể biện bạch cho người ta, bỏ qua cho người ta. Nhưng riêng đối với vợ á, vợ mà làm cái gì sai cái là ảnh sẽ khó chấp nhận. Đôi lúc mình là phụ nữ mình cũng hơi bị ganh tị, tức là không phải là ghen, nhưng mà em sẽ hơi buồn và hơi cảm thấy ganh tị, sao lúc em làm như vậy thì anh lại trách em, mà lúc người ta làm như vậy thì anh lại có thể suy nghĩ được cái hướng tốt cho người ta. Và cả một cái cuối cùng nữa là từ lúc mà có con á thì tụi em mới quyết định là ngưng hết, tụi em ở nhà tự kinh doanh tự do. Bây giờ là làm thêm cả cái công việc, nói chung là cũng có lao động tay chân cũng nhiều, nên đâm ra là ảnh hơi cực. Thì chính cái cực đó đôi khi làm cho ảnh hơi cau có đó. Kiểu như là khi mà mình chi tiêu hoặc mình làm một cái gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ như thay vì như công việc văn phòng thì mình sẽ thoải mái hơn. Đó đôi khi nó cũng có là một cái áp lực cho em. Hai người bất đồng quan điểm trong cái cách mà hưởng thụ cuộc sống. Thôi chút xíu mình nói chuyện đó đi. Thì bây giờ sẵn đây là em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Phải là điều đó hay không? Dạ đúng rồi. Còn em đó, giờ vợ mình thật xấu gì? Thật xấu thì tính nóng. Nóng vậy... tính nhưng mà có bộc lộ ra ngoài đúng không? Nhiều thấy khi cũng đó. Thể hiện cái vẻ khó chịu ra và làm người khác cũng bị ảnh hưởng theo. Ví dụ? Chỉ là hơi xị mặt xuống thôi. Hơi xị mặt. Dạ. Có đập đồ đập đạc không? Cũng có, nhưng mà trước giờ chỉ có một hai lần thôi. Dạ. Giờ hết rồi đúng không? Dạ, dạ. Dạy con á thì em thấy dạy cũng tốt, nhưng mà hơi lớn tiếng, la nhỏ rất là nhiều. Cũng thích mua hàng online, nói chung là cũng chi tiêu thoải mái về cái khoản mà hay lướt Facebook và thấy cái gì hay là mua. Dạ, đặc biệt là đồ ăn. Dạ, cũng mua nhiều, cũng ép em ăn, nhưng mà em ăn sao cũng không mập, mà cuối cùng vợ em là người mập. Sao láng luôn. Dạ. Dạ. Còn gì nữa không nè? Vợ em thì không có chân diện lắm, thì cũng hơi xề xòa chút. Em muốn vợ em sau này cũng thay đổi về ngoại hình chút xíu. Tại vì tụi em sống với nhau thời gian cũng rất là dài rồi, tụi em cũng cần một cái gì đó nó hơi mới mẻ chút. Xuân. Dạ. Em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạy con á thì nói chung là bớt lớn tiếng xíu, để nói chung là em cũng sợ con nó bị ảnh hưởng. Bây giờ hai đứa đang ở trong một cái tình trạng là như vậy, một cái thói quen nó quá lâu. Hai bạn đều có một cái mong muốn nó rất là đúng, là bạn thì mong muốn là có một cái sự thanh xuân trong cái tình yêu như là tình cảm vợ chồng. Còn bạn thì lại muốn là mình phải tận hưởng cái cuộc sống này. Thì hai bạn đều có hai quan điểm rất là tích cực trong cái chuyện đó, mà hai bạn phải lưu tâm về cái mong muốn của đối phương của mình ở cái điều này. Yeah. Cái quan điểm của vợ em phải hưởng đi. Em đừng có để đến lúc mà mình có tiền mình không mua được sức khỏe của mình nữa. Thì trong cái việc mà em đồng ý với quan điểm của vợ thì nó kéo theo cái việc là cái điều em mong muốn là nó sẽ thành hiện thực. Có nghĩa là mình sẽ tìm được cái thanh xuân trong cái tình yêu của mình. Tự nhiên lúc đó vợ chồng cảm thấy nó cảm xúc nó sẽ thay đổi về nhau. Yeah. Thời gian này tụi em phải hưởng. Dạ. Yeah. Nha cưng. Dạ. Thay đổi đi. Cố gắng. Thay đổi. Dạ. Đi. Dạ. Rồi. Ủa rồi thằng bé đâu? Dạ. Đi có dẫn bé theo đúng dạ, không? Dạ có. Rồi mời lên sân khấu luôn.
Ôi con trai đẹp trai quá vậy. Vô giữa đứng nè, vô giữa. Vô đây, con vô đây nè. Ồ. Con cầm cái gì đó? Con gửi quà tặng cho hai bác. Trời ơi, hai bác có quà luôn á hả? Để coi coi. Đâu đâu nè nè. Trời ơi. Con chúc ba, mẹ mãi mãi hạnh phúc. Con chúc thế giới sẽ bình an. Con chúc ba mẹ không còn dịch bệnh corona. Dạ. Và đây là trái tim. Trái tim có chữ vợ chồng son. Con là con tên là Đức Anh hả không? Dạ. Đức Anh vẽ này, Đức Anh có ghi cái bút ký của mình vô luôn. Đức Anh. Đây mọi người, đây. Rất là đáng yêu. Rồi còn cái này gì đây? Cái này, còn cái này là món quà mà ba mẹ dành tặng cho ba. À, cái món quà này á là bé nhà của em á gọi đây là bằng chứng. Tức là bình thường đó là ba ha, ít khi nào thể hiện tình cảm với mẹ lắm ba. Ý là có thể hiện nhưng mà ba hay kiểu như là hồi xưa là mẹ cua ba. Chứ đây là những cái tấm thiệp mà những cái gì mà ông xã viết cho em á là em có giữ lại tới bây giờ luôn. Thì đây là con, hôm nay là con có bí mật con mang lên để làm bằng chứng để vạch tội ba. À đây là ba là người cua mẹ chứ không phải là mẹ là người cua ba đây, đúng không? Yeah. Đây bà con coi nha, đây là tấm thiệp nha. I love you nè, có chữ I love you. I love you nè, còn happy Valentine nè. Trời ơi, rồi hình nữa nè. Đây là những cái kỷ niệm, kỷ niệm của Hy dành cho Vi. Phải quý lắm em ơi. Bạn này đừng có ảo tưởng là bạn này cua bạn nghe. Rồi Đức Anh ơi, hôm nay nhân dịp Tết đến là con đến đây thì con có món quà tinh thần nào để gửi tặng cho chương trình cũng như gửi tặng cho ba mẹ không? Dạ có. Gần con đã chuẩn bị một bài rap. Một bài rap luôn. Ủa hay quá. Con ra đây. Ra đây. Con ngay giữa luôn. Ba viết làm tặng cho con. Ba viết của hai, ba viết lời cho con luôn hả? Rồi. Wow. Bắt đầu. Cho ra ngoài. Đây đây qua đây. J O J J. Hôm nay con đến đây kính chúc ông bà cô bác vui lây, vợ chồng son là chương trình thật hay, làm cho gia đình con như muốn bay 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 bay. Năm mới vừa sang, con kính chúc cả thế giới được nhiều hạnh phúc, corona sẽ không còn lúc nữa, mọi người bình yên sung túc. Hey, yo, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh yeah, 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 oh. Đó, yeah. Cái này là bên rap là vậy đúng không con? Yeah, yeah. Ok, thay mặt chương trình vợ chồng son, chú Quốc Thuận cảm ơn con đã mang đến một cái món quà hết sức là ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới nha. Chúc con học giỏi nha, mai mốt sẽ là niềm tự hào của ba mẹ. Chúc hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc nha, luôn luôn vui vẻ và sống mãi bên nhau.